Với sự nỗ lực phấn đấu, sự sáng tạo không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, trong chặng đường 68 năm phát thanh và 48 năm truyền hình, mùng 7 tháng 9 năm 1976, mùng 7 tháng 9 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã luôn khẳng định được thương hiệu của mình trong hệ thống các đài phát thanh truyền hình của cả nước và ngày càng vươn tầm cánh sóng. Để tạo được dấu ấn này, không thể không nhắc đến những giải thưởng cao mà đài đã giành được tại giải báo chí các cấp liên hoan phát thanh truyền hình. Kéo lưới lên kia sẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng là hơn 20 năm gắn bó với nghề báo, phóng viên Ngọc Dũng đã khẳng định tình yêu và niềm đam mê khi có những chuyến rong ruổi theo nhân vật hàng tháng trên biển, vùng sâu vùng xa và nhiều địa bàn cả nước. Và những nỗ lực đó đã gặt hái nhiều quả ngọt khi Ngọc Dũng đạt được những giải thưởng lớn tại các giải báo chí của tỉnh, liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, giải báo chí quốc gia. Riêng năm 2023, anh đã có 2 tác phẩm đạt giải A và B tại giải báo chí Nghệ An, 1 tác phẩm đạt giải B giải báo chí quốc gia. Và năm 2024 này có 2 tác phẩm đạt huy chương vàng liên hoan phát thanh toàn quốc. Bản thân tôi nhìn lại những cái đề tài mà mình tìm tròn và có thể là nó đã có những cái giải thưởng nhất định thì là những thứ đâu đó ở trong cuộc sống. Điều đó để thấy rằng là mỗi người sẽ có một cách lựa chọn cái đề tài của mình theo cái hướng tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên là nếu có sự trăn trở và đào sâu vấn đề thì có thể có được những cái thành công nhất định. Và tôi tự định hướng cho mình cái lối tư duy và cái cách làm việc như thế để cái đích cuối cùng của chúng tôi là đem đến những cái sản phẩm báo chí có giá trị cho cuộc sống, cho công chúng. Đam mê, nhiệt huyết với nghề, các phóng viên NTV đã có mặt ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, khó khăn, nguy hiểm nhất. Điều này đã tạo nên vốn sống, sự hiểu biết để các phóng viên truyền tải đến người dân hơi thở của cuộc sống, những vấn đề nóng, vấn đề được dư luận quan tâm. Đồng thời cũng giúp cho phóng viên chọn được những đề tài hay, cộng với đó là sự đoàn kết, cộng sự của tập thể. NTV đã có nhiều phóng sự, phim tài liệu, chương trình tham dự và đạt giải cao tại các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, giải báo chí quốc gia, giải bốn liềm vàng toàn quốc và các giải của Trung ương. Tôi nghĩ là với cái phóng viên thời sự ấy, thì tiêu chí hàng đầu đó là phát hiện đề tài. Và sau khi phát hiện đề tài thì phải bám nắm những cái vấn đề mà mang tính thời sự có ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống dân sinh. Với những cái đề tài mà mang đi dự thi cũng vậy. Sau khi phát hiện đề tài rồi thì chúng tôi còn cần cái sự đóng góp trí tuệ của cả tập thể, từ ban biên tập đến lãnh đạo phòng rồi là ekip kỹ thuật, làm thế nào để thể hiện được cái truyền tải được cái nội dung tốt nhất đến công chúng để có được cái tác phẩm hoàn thiện mang đi dự thi. Với chất lượng chương trình không ngừng được đổi mới và đạt được nhiều thứ hạng cao tại các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình, giải báo chí các cấp đã khẳng định thương hiệu NTV không chỉ đối với đài phát thanh truyền hình trong cả nước mà cả đối với các đài quốc gia. Trong đó, năm 2022, đài đã có 1 giải C báo chí quốc gia, liên hoan phát thanh toàn quốc có 2 giải bạc, 1 giải đồng và 1 giải khuyến khích. Năm 2023, đài có 3 giải bạc, 3 giải khuyến khích và 2 bảng khen tại liên hoan truyền hình toàn quốc, có 1 giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, 1 giải B giải báo chí quốc gia và 1 giải B giải thưởng báo chí về phòng chống tiêu cực tham nhũng. Năm 2024 này, đài tiếp tục gặt hái được thành tích cao khi có 1 giải B, 1 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí quốc gia năm 2023, 2 tác phẩm giải vàng, 2 giải bạc, 1 giải đồng tại liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc năm 2024. Đối với các cơ quan báo chí, trong đó có đài phát thanh truyền hình Nghệ An thì việc chỉ đạo tổ chức sản xuất các cái tác phẩm chất lượng cao để tham gia các cái giải thưởng này là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng ở góc độ nghiệp vụ và chuyên môn. Rất nhiều năm thì cái việc mà duy trì được các cái giải thưởng lớn đối với đài phát thanh truyền hình Nghệ An không chỉ là mục tiêu nhưng cũng đã thành truyền thống. Có được cái kết quả đó không phải là ngẫu nhiên đâu mà nó phải có một cái quy trình từ chỉ đạo, định hướng từ ban giám đốc, ban biên tập cho đến cả phòng chuyên môn. Và có định mức, có chỉ tiêu, có mục tiêu rõ ràng, định hướng duyệt đề tài từ ban biên tập và định hướng cái cách thức thực hiện các cái tác phẩm đó. Sau đó thì chúng tôi còn có mấy lần duyệt nữa, khi nào góp ý được đầy đủ tổng thể hoàn thiện tác phẩm báo chí đến được dự thi giải, đó là một cái thành quả của cả một cái hội đồng ban biên tập ngoài cái công sức sáng tạo của các tác giả. Vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ở phía trước, nhưng với sự sáng tạo đoàn kết, cộng sự, quyết tâm cao của lãnh đạo,
phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình và nỗ lực cao hơn để tiếp tục gặt hái được nhiều giải cao tại các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, các giải báo chí quốc gia. Từ đó, ngày càng khẳng định được thương hiệu NTV, đáp ứng được niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, cũng như người Nghệ An xa quê và người dân khắp mọi miền Tổ quốc.